Tết em này mà đưa bố vợ đi chơi nhất của đất luôn. Hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi có video mới nha sếp nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Đây, trước mặt anh chị em và các bạn đó là chiếc Suzuki 29L7368 mang biển thủ đô. Chiếc này đời 1999, xe đẹp lung linh luôn. Độ mâm đúc rồi. Hai đèn pha vẫn sáng và đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Xe rất là đẹp. Bây giờ Thái sẽ quay cái phần nội thất cho anh chị em xem. Đây phần ngoại thất thì cũng có thể là cho anh em nghe qua cái nhé. Và con này thì em bán xít soát 7 đồng. Này tabi này. Đẹp long lanh luôn. Toàn bộ nội thất đã được bọc bằng da chế độ 5D. Miễn chê luôn, những cái tay cầm vẫn còn nguyên bản này. Đặc biệt là có cái dàn điều hòa theo xe nữa anh em ạ. Nếu mà mua con đời 1999 mà để mà tầm này mà có điều hòa theo xe thì hơi hiếm. Toàn bộ những cái tay mở cửa này, rồi tay nắm này, táp lô này. Tất cả theo xe anh chị em nhé. Đài thì có đài đầu đĩa rồi, độ lên đầu đĩa, dàn điều hòa vẫn còn này. Hộp số quạt gió vẫn còn nguyên si những công tắc nút này. Đây, vô lăng anh em nhìn thấy vô lăng này. Đời 99 thì xe nhập của nó nhìn đẹp không? Đấy. Đây là hàng ghế giữa này. Toàn bộ cũng đã được bọc da. Chưa đến 7 đồng các bác nhé. Xe đẹp lung linh luôn. Đây hàng ghế sau cũng đã được bọc da. Tết em này mà đưa bố vợ đi chơi nhất của đất luôn. Đây em sẽ quay phía sau này. Sau bọc hết carbon này. Ba đợt sốc sau đã được bọc carbon. Quá. Ui giời, thụt auto luôn. Các bạn xem kỹ nha. Đây là chiếc Su đời 1999. Toàn bộ xe thì còn rất là đẹp. Ghế nội thất chúng ta đã được gia chủ trước bọc cho, sẽ không bị mất tiền đồ chơi nữa. Âm thanh thì cũng đã có sẵn rồi. Bên này vẫn là, bên này là phía bên phụ của chiếc xe. Chưa đến 7 đồng được em Su 7 chỗ đi Tết rồi. Các bác tự xem tự đánh giá nhé, em quay rất đẹp luôn. Kính dán phim 3M. Ở những cái đèn Su trước này của nó vẫn còn này, có mi mắt rồi. Đây anh em ơi, dàn điều hòa theo xe này. Gáo đèn này vẫn nguyên si. Anh em mà tìm con đời 99 như này chắc không có rồi. Con này em xuống tận Hà Nội lấy đấy. Xe cực đẹp luôn. Anh em gần xa có cách cùng kết nối với cả Mỹ Thái nhá. Đây là chiếc Suzuki đời 2000, xin lỗi các bạn, chiếc Suzuki đời 1999. Thái đang chào với giá dưới 70 củ. Ở bên này cũng còn này. Toàn xe đẹp thôi. Bên kia còn hai em nữa này. Nhà lái thì không dám nói vua của Suzuki nhưng mà cũng đứng trên đầu ngón tay đấy, rất là nhiều. Anh em đến cũng phải xích xoát chục con rồi. Đây hai em này nữa. Ở bên kia, góc kia một em nữa này. Bạn nào nhìn kỹ thì thấy chỗ ô tô mua bán xe cũ mới ấy. Ở đó còn một con nữa. Toàn Su thôi. Còn anh em này thì mình không nói. Ở cái phân khúc khách hàng khác. Bạn nào tìm Su thì lên nhà em nhé. Đây thầy quay biển cho. Địa chỉ đối diện bệnh viện mới nhá. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Anh em lên đây Thái đón từ bến xe phía Bắc luôn. Bác nào ở tỉnh xa cứ lên đến bến xe phía Bắc hoặc đến bệnh viện Đa khoa Thái sẽ đón. Trên nhà Thái còn khoảng gần chục
gần 10 chiếc xu nữa. Đang chào đón anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc. Em này đời 2005 này. 031 12 biển rất là đẹp. Và em này thì đã vừa review xong. Đời 1999 29L 7368 và đây là 29Z7238 12A01678 đời 2005. Trước này đời 2004. Và em bên cuối cùng kia là đời 2005 tại đã giới thiệu rồi. Trên này có em 89K đời 2004 này. Và bên cạnh nữa là đời 12A02103 đời 2005. Đây em 29U3460 thì em này cũng đang chào với giá ở đâu đó loanh quanh nhô đầu 8 một chút. Đúng không ạ? Đây ô tô Thái Bảo. Cô ạ.